Thưa quý vị, trưa nay thì quốc lộ 1 qua trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp đã bị tê liệt khi mà các tài xế lại đậu ô tô chắn ngang đường để phản đối việc thu phí. Kẹt xe kéo dài hơn 1 km, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn kiên quyết là không xả trạm hoặc chỉ xả nhỏ giọt cho 3 đến 4 xe qua rồi lại đóng để tiếp tục thu phí. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này thì đã có 4 trên 5 làn thu phí tại trạm thu phí BOT Cần Thơ Phụng Hiệp thì rơi vào cái tình trạng là tê liệt hoàn toàn. Chỉ còn một làn thu phí là đang hoạt động. Cái cách thức phản đối của các cái tài xế đó là họ đưa xe đến trạm thu phí và đầu ngay chỗ thu phí và bỏ đi. Đến thời điểm này thì cái tình trạng kẹt xe đã kéo dài hơn 1 km. 3/4 làn thu phí tại BOT Cần Thơ Phụng Hiệp đều bị các tài xế dừng xe phản đối vì giá vé quá cao. Giao thông tê liệt kéo dài, có lái xe cố thủ không chịu qua trạm. Tài xế này cho biết do hôm qua hay tin xả trạm nên hôm nay ông không mang tiền và đề nghị nhân viên trạm viết giấy nợ. Trường hợp của tôi là tôi quên mang theo tiền khi đến đây. Rồi cô ấy bảo là cho tôi qua không, mà tôi thì là người trung thực, tôi không muốn qua không, tôi muốn cô ấy ghi cho tôi cái giấy nợ. Để rồi hôm sau tôi có đi ngang đây tôi sẽ ghé lại tôi trả lại cái phần nợ, cái nghĩa là tôi thanh toán phần nợ đó, thế đơn giản thế thôi mà họ không ghi. Càng về chiều, tình hình kẹt xe lại càng căng thẳng. Hàng trăm tài xế đã kéo đến trụ sở của chủ đầu tư trạm thu phí để phản đối. Cấp cứu mới đi đường né luôn, đi từ trong đây bọc qua nghe Trang Việt Thắng. Cấp cứu mới đi, 94, cấp cứu 94. Mà không... Mọi người muốn là gì? Hả? Bây giờ mọi người muốn bây giờ là gì ạ? Muốn xả trạm hoặc là dạ, xả trạm xong rồi phải có cái tình huống gì giảm vé cho người ta. Kẹt xe kéo dài tới 2 km. Tuy nhiên, chủ đầu tư trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp vẫn nhất quyết không xả trạm.